ngon xuất sắc luôn. Trong cái con ba khía á, mèo không bỏ gì đó. Mèo chỉ bỏ cái phổi của nó thôi. Đây cái móng thôi. Cho mẹ bỏ đi. Đó. Trộn sẵn sao mà để lạnh nó muốn ăn đem ra. Ăn gọi không ngán. Trời mưa mọi người ăn cơm rất là ngon. Số 1. Nó nhiều bạn á. Mấy con ba khía này mặn. Tại vì chắc là không biết ướp hay sao á. Chứ mà thấy cũng được chứ không mặn đâu. Càng ăn càng điền. Mày có ra không rồi? Trâu luộc nó ngon lắm. Mà mày làm xuống dưới mua quá hả? Biến lắm. Xuống dưới chung cư mua rồi. Ăn đại luôn. Ngon. Em bảo ăn thử cái càng. Ăn thịt nè. Này cái rau sống các loại đó mọi người chấm nha, còn không rau luộc á. Ngon lắm. Cái nước nó chỉ nè mọi người, cơm nguội ba khía thôi là đã xuất sắc rồi. Không cần gì nhiều á. Nhào ở nhà mèo á, lúc nào tôi lạnh có ba khía tại vì tôi khoái ăn á, tôi hay ướp sẵn.